Cái em được vợ em là tư vấn là chăm sóc da luôn. Thì lúc em làm thì cảm nhận vợ em lúc đầu á là rất là dễ thương, ăn nói hay ngọt ngào, và cái đặc biệt là lúc làm cho em á rất là mềm mại và dễ thương. Lần đầu tiên cô ấy áp hai cái tay vào má của mình nhẹ nhàng nhẹ nhàng, da chạm da thì cảm giác lên. Dạ cảm thấy thoải mái và rất là sung sướng. Cái ví dụ như là em nói những người đó, thì em kêu anh cứ dạy qua người ta tới nha, người thích anh. Thì cái ảnh kêu em kêu không em nhịn tát miệng. Thì em có cái nghi một người khác mà anh đánh vợ ảnh. Em lại rất ức chế cái chỗ đó. Hey, em, anh hỏi này có căng thẳng không? Trời nhìn dạ, Phật cô dâu á, chị ganh ganh tị quá. Cô dâu là mình hạt mình mai. Hạt quá. Không buồn cho tôi. Em đâu còn lời nào để nói đúng không? Em ăn ngủ kiểu gì bây giờ hả? Hả không sao đâu chị, hãy nhìn ấy và chúng ta ước ao, ước ao. Nói đùa để cho hai bạn bớt căng thẳng. Hay bây giờ dạ, mời chú rể giới thiệu về mình. Dạ em tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Phong. Năm nay 29 tuổi. Hiện em đang kinh doanh về lĩnh vực dược phẩm. Dạ. Còn cô dâu? Dạ em tên Nguyễn Thị Thu Loan, năm nay 29 tuổi, em là bên Sì Ba, mất khóc trang điểm. Ở dưới quê Bình Định của em chị. Ủa em làm ở dưới Bình Định? Dạ. Còn em thì ở thành phố Sài Gòn. Ủa hai vợ chồng vậy ở sao? Thì lúc nào em nhớ vợ em thì em ba thì bên Bình Định. Có nghĩa là bây giờ vợ em là ở Bình Định. Dạ. Còn em ở Sài Gòn. Dạ. Rồi lúc nào em nhớ vợ thì em sẽ từ Sài Gòn bay về Bình Định. Dạ. Bao lâu mới nhớ một lần? Thường thì một tháng hoặc hai tháng, tùy theo công việc nhiều hay ít. Em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ được 3 năm rồi. Ba năm mà đi về vậy à? Dạ không, 2 năm đầu tiên hai vợ chồng em sống ở Sài Gòn luôn. Sau đó thì mới chuyển hết toàn bộ về ở Quy Nhơn làm. Vậy thì hai em lần đầu tiên gặp nhau và quen nhau ra sao? Cái này để em kể, tại vì lần đầu tiên á là một sự trùng hợp, là em đi spa, cái này là em chở chị em đi, thì xong cái em được vợ em là tư vấn là chăm sóc da luôn. Thì lúc đó em làm thì cảm nhận vợ em lúc đầu á là rất là dễ thương, ăn nói hay ngọt ngào, và cái đặc biệt là lúc làm cho em á rất là mềm mại và dễ thương. Xí, tức là lúc đó là em đi spa của vợ em ở Bình Định luôn hả? Dạ không, ở hay là Sài Gòn chị. Ở Sài Gòn. Lúc đó là em làm Sài Gòn đúng dạ, không? Dạ, em làm Sài Gòn chị. Hiểu lúc rồi, đó là em chưa có mở đúng không? Dạ chưa, lúc đó em chỉ là nhân viên cho người ta. Bây giờ là làm chủ rồi. Dạ, mở ngoài Bình Định. Em có chồng, em về quê em lập nghiệp. Rồi hiểu rồi, hiểu rồi. Tại con em nhỏ em không đi làm được. Rồi rồi, cái ấn tượng đầu tiên của em khi gặp người đàn ông này thì như thế nào? Em thấy anh nói chuyện rất là chân thật và rất là dễ thương. Ngoài nhìn người em thấy lịch sự, em cũng thấy rất là mến anh. Lần đầu tiên cô ấy áp hai cái tay vào má của mình nhẹ nhàng nhẹ nhàng, da chạm da thì cảm giác lên. Dạ cảm thấy thoải mái và rất là sung sướng. Rồi sau đó ai là người theo đuổi người đầu dạ, tiên? Dạ em là theo đuổi vợ em trước. Thì tối hôm đó lúc mà làm xong á là em xin số điện thoại vợ em luôn. Tối đó là em rủ vợ em đi xem phim. Thì nói chung là rất là vui, hay vui lắm. Làm gì vui? Nắm tay anh. Không, tại lần vì... đầu tiên đi coi là nắm tay rồi hả? Dạ, cái này là ga lăng. Tại vì người ta nắm tới cái mặt người ban ngày rồi thì nắm tay được. Cái đó là công việc, người ta mới nắm cái này. Ông tò mò nhiều cái, người ta khó nói. Dạ, em đính chính xíu là tại vì đường đó rất là tối nên em nắm tay ga lăng dẫn bạn vô thì nó sẽ lịch sự hơn. Rồi đến khi nào thì em mới quyết định tỏ tình? Thì sau chính thức 3 tháng thì tụi em chính thức với nhau. Khi nào thì hai đứa mới quyết định là đi đến hôn nhân? Dạ, 1 năm sau anh. Anh nghĩ em là một người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng, có nhan sắc như vậy. Vậy thì tại sao em lại quyết định lấy chồng sớm như vậy? Dạ em nghĩ cỡ tuổi đó cũng được chứ không có sớm. Gặp anh này là rất là hợp với em, chứ trong lòng em nghĩ ảnh là một người rất là tốt và chân thật. Còn giàu nghèo em không quan trọng. Mà rồi lấy xong rồi thì có đúng như cái điều mình suy nghĩ không? Dạ không. Sao vậy? Dạ coi chị là bà chị đi. Lúc đầu thì anh rất là nhẹ nhàng, dễ thương và rất là lịch lãm nữa. Sau cưới xong thì tính ảnh em phát hiện ra rất là cộc cằn và nóng nảy. Ví dụ nóng nảy dữ nhất của ảnh là như thế nào? Nói chung là hai vợ chồng em là chỉ cãi toàn là chuyện đâu đâu chứ không phải là chuyện lớn. Nhưng mà ảnh không kiềm chế lòng được, lúc nào ảnh cũng nóng tính, ảnh cũng quát nạt ăn hiếp em là nhiều hơn. Cái nóng tính mà thể hiện lớn nhất đó là cái gì? Là mỗi lần có chuyện gì em không hài lòng em nói ảnh để anh bỏ bớt những chuyện xấu của ảnh. Mà ảnh không nghe lời em nạt, ảnh kêu cho thôi im miệng đi, không nói hoài này kia nữa. Cho em nói xíu, tại vì vợ em thì có tính là hay nói nhiều, nói dai, rất là dai. Mà em đi làm về cảm thấy rất là mệt mỏi, mà vợ em cứ nói bên tai em miết vậy á, cho nên em hay lớn tiếng là lý do đó. Ngoài lớn tiếng ra thì còn có những hành động gì nữa không? Dạ có, em là anh tát vô mặt. Bị tát mấy lần? Dạ hình như là cũng 4-5 lần thì... Và mỗi lần mà chồng em tát em như vậy á, em như thế nào? Em rất là ức trong người, tại vì em không làm thì có lỗi em hết. Cứ nói cái, thí dụ như là em nói những người đó, cái em kêu anh cứ dạy qua người ta tới nha, người ta thích anh. Thì cái ảnh kêu em kêu không em nhịn tát vô miệng. Thì em tức lắm, nghiền một người khác mà anh đánh vợ ảnh. Em lại rất ức chế cái chỗ đó. Bây giờ riêng cá nhân anh rất mong muốn em đừng bao giờ
đánh vợ nữa. Dạ. Bởi vì đó là một hành động không thể nào chấp nhận. Dạ, ok em hiểu. Đúng rồi, chị rất đồng ý ý kiến của anh Thuận đó. Dạ. Vợ em á, có những lúc á, nó lên cao trào á, thì em kiềm chế không được, hai chồng cùng nóng hết, cho nên không kiềm chế được, cho nên em mới hành xử như vậy. Thì sau đó rồi thì tối lại em cũng năn nỉ, em xin lỗi vợ em, thì hai chồng vẫn hòa lại bình thường. Mà chị hỏi nè, là nãy vợ em nói là cái chuyện nhỏ xíu à, mà tự nhiên là nói qua nói lại thành ra là có cái chuyện mà cái tác như vậy. Chị nói ví dụ là chuyện gì? À, giống như là em ở công ty em á, thì có những đứa nhân viên á, nó mới vào công ty, thì em hỗ trợ nhân viên á rất là nhiều thứ, cho nên mà vợ em không hiểu á, thì cứ nghĩ em trăng hoa với bạn hay là rủ bạn về nhà chơi, thì thái quá không thích như vậy. Rủ là rủ sao? Rủ bạn gái về nhà chơi? Dạ đúng rồi. Em thì em không có nghĩ là em ghen chồng em, vì em rất là tin chồng em. Nhưng mà em không có thích cái kiểu mà cứ mỗi người do công ty, bất cứ trẻ già hoặc là trai gái gì anh cũng vậy. Trong công ty nhiều người không hỏi ai, cứ hỏi ông chồng em không mà cứ nói là chứ, ồ anh làm chỗ đó làm sao, anh phải đi tới chỗ nào anh chỉ em đi. Cái ảnh phải đi suốt ngày với người đó, phải chỉ dắt, giống như là đi dắt từng bước. Nhưng mà ngược lại những người làm trong công ty ảnh thì không có ai là như vậy hết. Em mới thấy tức quá, em kêu chứ mắc mướt về chuyện của anh lo làm, còn người ta mới vô làm chuyện người ta mắc mướt, anh phải đem công việc. Rồi cái mới vừa xách cặp đi làm về, cái chuyện nghe cái tiếng cái người con gái đó nói, ủa anh Phong giờ em phải đi tới chỗ nào để em lấy cái hàng đó, hoặc là em phải xin số điện thoại ai, hoặc là tới cửa hàng nhà anh rảnh anh đi với em. Vậy đó chị nghĩ thôi, em không nói hoài mà ảnh không bao giờ anh nghe lời em. Anh kêu là tính ảnh là không có phải là trai gái này kia, ảnh thích đó, là người nào vô ảnh hay giúp đỡ, vậy có sao đâu, mình cứ càng nhằn hoài. Em kêu anh đừng có làm như vậy, làm vậy sẽ một người con gái người ta tưởng anh thích người ta thì người ta mới giúp đỡ nhiệt tình như vậy. Chị hỏi nè, đối tượng mà anh chỉ bảo á là con gái nhiều hơn. Dạ đúng không? Rồi, con gái, cứ con gái vô một cái là đi cà phê hoặc là chở đi tới chỗ kia chỉ việc làm, không lo đến vợ con hết á chị. Em đã có bao giờ em gặp một người con gái nào mà chồng em chăm sóc kiểu đó chưa? Dạ hình như là người con gái nào chồng em cũng làm như vậy hết á. Không, nhưng mà có bao giờ mà em gặp trực tiếp cái người phụ nữ nào chưa? Dạ em có, làm em cũng đi uống cà phê với người con gái đó, đi chung với ảnh luôn. Thì em có cảm nhận được là cái người con gái đó thích chồng em không? Dạ hình như là em có cảm nhận chút chút rồi. Thí dụ như 10 phần chỉ được 2 thôi, còn 8 phần em không có tin. Còn em? Tại vì nhân viên mà chị, thì nó vô công ty thì em có trách nhiệm phải giúp đỡ. Luôn luôn lúc nào em sống cũng vậy hết á. Mà vợ em thì không hiểu cái này đó, không hiểu được cái cách nghĩ của em và cái cách sống của em. Cho nên vợ em lúc nào cũng ghen cái này đó. Có những cái em cảm thấy rất bình thường nhưng mà vợ em vẫn ghen, thì em cảm thấy hơi khó chịu xíu. Nói chung là khi mà... nhau. Dạ, em không có thích chồng em mà đối xử với con gái mà quá tốt như vậy. Chị hỏi nè, vậy chứ hồi lúc mà yêu nhau á, là em có nói em cằn nhằn chồng em? Dạ không, tại vì yêu nhau á là ảnh đi làm ngoài đường, ảnh có tiếp xúc bao nhiêu người con gái em cũng không hề biết được. Rồi về rồi em mới thấy, cái lúc trước em mới quen ảnh mà nếu có tính vậy em không bao giờ em ân ảnh. Giờ chị hỏi em nè, em có muốn chồng em thăng tiến nữa không? Dạ muốn chị. Muốn thì em đừng bao giờ để chồng em thành một cái người bình thường. Chồng em phải là một người phi thường thì chồng em mới có thể thăng tiến được. Cái đó chị nói nghiêm túc. Chị nói em nghe nè, cái bản tính của chồng em là có trong chị, ai chị cũng giúp đỡ hết trơn á. Người ta cần là mình giúp đỡ. Còn cái việc của em hay hay không, em giữ chồng em mà không phải giữ kiểu như em. Giữ kiểu như em á, em thấy không, hoàn toàn á, những cái thiệt thòi là em hưởng hết. Em bị tát nè, em bị chồng em nóng nảy nè, em bị chồng em đập đồ rồi thế này thế nọ. Trong cái lúc đang yêu á, em đâu có bị chồng em xử sự như vậy, bởi vì em không phải như bây giờ. Em hiểu chị không? Cái cách giữ chồng á không phải là mình cứ ngày hôm nay phải ở sát bên tôi biểu anh làm cái gì anh phải làm cái đó, là em giữ được chồng. Chị thấy vậy nè, tụi em á thương nhau yêu nhau mà nó chỉ có một chút xíu cái việc mà chưa có đồng quan điểm thôi. Bây giờ em thử đi về cái điều mà vợ em mong mỏi ở em á, nó đơn giản quá, nó không có gì khó khăn hết trơn á. Em vẫn tốt với mọi người, nhưng mà khi nào vợ em có nói rằng là anh ơi, em khó chịu với cái cô đó lắm, em không muốn anh gì vậy, em thử em nghe lời vợ em một lần thử xem là nó còn càm ràm hay không. Nếu như mà nó vẫn càm ràm thì đó là bản tính bà thích càm ràm. Còn nếu như á em nghe vợ em mà em không càm ràm thì có nghĩa là cái đầu mối xung đột của em, của hai chồng em là ở chỗ đó. Đúng không? Chồng em chỉ có quýnh em khi mà em càm ràm thôi. Em thôi vậy em đừng nói nữa, em lấy điện thoại em nhắn tin đi, anh ơi cái cô đó đang là mối đe dọa của hạnh phúc chúng mình đó, rồi coi chồng em xử sự sao. Thử thay đổi chiến thuật. Nói chung chồng em đến với chương trình này á là duy nhất một lý do là chồng em muốn rằng em hiểu chồng em. Em hiểu rằng chồng em rất yêu em. Thì cũng thông qua chương trình là em hứa với vợ em là em không đánh vợ em nữa. Về thăm vợ nhiều hơn đúng không? Tại sao hai người không ôm nhau một cái đi? Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Nay em mặc một cái bộ áo cưới quá đẹp. Quá gợi cảm luôn. Chú rể em có thấy vậy không? Dạ có ạ. Hai em giới thiệu cho mình đi. Em tên là Trang, 26 tuổi, là nhân viên PR. Em là người gì?
Dạ em là người Huế. Dạ, con em. Dạ em tên là Thịnh, hiện đang là nhân viên của một công ty truyền thông, 28 tuổi. Một người làm PR, còn một người làm truyền thông thì chắc có lẽ là gặp nhau trong một sự kiện nào đó rồi quen nhau đúng không? Dạ không, thực ra là hai đứa quen nhau là do mai mối. Là một mối của anh Hề, nó hơi lằng nhằng một chút xíu. Là chị giấu hụt người yêu cũ của em, là đồng nghiệp cũ của anh này. Chị đó gửi hình qua cho em. Lúc đầu thì nói là bé này đang buồn thì cứ làm quen với bé này đi, cũng dễ thương lắm. Sau khi nhắn tin một hồi thì 3 ngày sau bắt đầu gặp nhau. Gặp nhau thì hẹn đi ăn trưa rồi. Có ngất ngay với vẻ đẹp của chàng trai này không? Hồi đó ảnh không có cắt tóc ngắn như vậy đâu, lúc đó ảnh tóc dài, lãng tử lắm. Thì mới gặp thì nó cũng đẹp trai. Nói chung là cũng đẹp trai, đeo kính đen nhìn cũng giống lãng tử lắm thì thấy cũng hay hay. Còn em? Em thì ấn tượng đầu tiên thì khi mà nhìn thấy vợ ở ngoài thì có vẻ là hình nó không có bị lừa tình, là có vẻ là hình thật, chân thật. Dạ, không có qua xử lý Photoshop. Em là cưa cẩm cô này trước đúng chưa? Dạ. Đến bao lâu thì mới đổ? Khoảng 3 ngày. Lâu dữ thật. 3 ngày thì bắt đầu là gặp nhau, rồi bao lâu rồi cưới nhau? Dạ 3 tháng. Ghê chưa? Cũng lâu. Không biết là quý vị có thấy là khổ quyết định cưới như vậy là có sớm không ta? Nó nhanh không? Mà nhanh như vậy thì chắc có lẽ là không biết là lý do gì. Dạ. Có khi nào bác sĩ kêu cưới không? Dạ thì nguyên nhân cưới của hai đứa thì nó cũng rất là đơn giản. Tại vì có người là nói xấu về vợ với em, rồi nói xấu về em với vợ. Đó là có người phá. Nội bà này là thôi chứ con rơi con rớt tùm lum các kiểu. Rồi quen bao nhiêu cô, rồi hết quen em chị, rồi tùm lum các kiểu đấy. Thế là xong cái một hồi em nghe em nói là thôi thì em mới nói với chị đó là thôi thì trước đây ai cũng có quá khứ hết á, em cũng trước đây cũng quen nhiều người mà thôi, nhưng mà quan trọng là hiện tại như thế nào. Thế là xong cũng nói tới nó luôn một hồi, cái xong em mới bực mình quá, xong cái ông xã em mới kêu thôi nhiều chuyện quá thôi cưỡi đi cho khỏi nói nữa. Như vậy là tụi em yêu nhau nhanh nhưng mà vượt qua khó khăn cũng nhiều để đến với nhau đúng không? Dạ. Như vậy chắc là khi lấy nhau rồi là hiểu nhau nhiều và hạnh phúc nhiều đúng không? Lúc mà quen á thì em thấy ảnh là thứ nhất là rất là tỉ mỉ, thứ hai là rất là quan tâm, rồi cũng biết suy nghĩ. Cưới về xong cái mình đổ vỡ hình tượng luôn. Vừa vô tâm, vừa ham chơi, vừa trẻ con. Bây giờ hai con em được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 6 tháng rồi. 6 tháng rồi? Dạ. Thì là hai vợ chồng có gây gỗ nhau? Dạ có gây hoài luôn á. Giờ có đang gây không? Dạ vẫn đang gây. Sáng nay mới gây xong luôn. Gây hoài vậy đó hả? Dạ. Anh muốn hỏi gây nhà chuyện gì? Có phải là gây về chuyện tham gia chương trình này không? Dạ 5 giờ sáng thì vợ kêu dậy để chở vợ đi trang điểm. Mà trong khi quay thì tới trưa mới quay, nhưng mà sáng thì đi sớm quá, mà nhà chìa khóa nhà thì em không có giữ, chìa khóa thì do ba mẹ giữ, mà lúc đó xuống thì ba mẹ còn đang ngủ, thế là không có dám gọi, mới nói thôi để đi chút, chừng nào ba mẹ dậy rồi anh chở em đi sau, nếu mà chỗ này không được thì trang điểm chỗ khác cũng được. Thế là giận em rồi bỏ lên lầu rồi không nói chuyện với em. Mà vậy thôi mà gây lộn đó hả? Ừ. Hai chồng làm què trước đi rồi hồi phân giải chuyện tiếp theo. Okay. Không, tại vì là xích mít nhiều chuyện từ trước nên càng không. Chuyện hồi sáng đó là em chị, bực bội thêm nữa. Chị đương nói cái việc hồi sáng, đó. Chị đương nói mình dứt dạc cho việc hồi sáng, giống như có một cái mục mà mục bọc á. Được cái này nặng trước đi. Nặng rồi thôi á, mười mấy hai chục cái sau tính tiếp. Dạ. Đúng không? Ok. Dạ, thấy chưa? Đó, thấy không? Hồi nãy em cứ nói là em thực ra là có nhiều cái chuyện bực bội trước đây nữa. Tức là ngay là trước đây cũng đã gây gỗ nhiều chuyện rồi đúng không? Dạ, nói chung là gây nhiều lắm ạ. Khi hai vợ chồng tiến với nhau, đến với nhau thì cái khoảng thời gian nó hơi nhanh nên là chưa có tìm hiểu kỹ, nên là khi mà về chung sống thì nó có những cái xích mích cứ năm ba bữa mà đôi khi cứ cãi nhau hoài. Thật sự em cũng mà chị hỏi em nha, mà... chị hỏi Thịnh nha. Dạ. Cô nó hơi thiếu tế nhị một chút, có khi nào em bực mà em đánh vợ em chưa? Dạ thật sự là có. Trong mấy trường hợp nào? Ba lần. Mà thường là trong trường hợp nào? Lần đầu tiên thì là khi mà em đi du lịch với công ty á, thì có chụp hình với lại mấy đồng nghiệp trong công ty á, thì mọi người hay chụp hình rồi gần nhau rồi này nọ, thì đánh là vì vợ em ghen thì, đó hả? Dạ lần đầu tiên thì là vợ ghen, là vợ ghen. Nên mà khi mà giải thích thì không được, thì bắt đầu là tính em á, mà khi em bực á thì em sẽ không cãi, em sẽ đi ra ngoài đi đâu đó để em giải tỏa tâm lý em, xong rồi khi đó về em mới giải quyết công việc, chứ em không giải quyết khi lúc em đang nóng. Nhưng mà khi mà em đang nóng thì vợ cứ đứng mà cãi với em thì là em không kiểm soát được cái nóng. Chị hỏi tiếp nè, rồi cái lần thứ nhì đánh là lý do gì? Lần thứ nhì thì là trong cái mâu thuẫn mà về nuôi bé nhỏ, bé con về, về nuôi bé. Rồi lần thứ ba hai vợ chồng cãi nhau bình thường, một cái vấn đề rất là nhỏ thôi, rồi xong rồi giống như là những cái mà chất chứa lâu quá trong đó bắt đầu hai vợ chồng bùng phát lên, rồi cái dẫn đến lần thứ ba. Là đó là một cái lý do mà mơ hồ đúng không? Dạ. Bây giờ chị hỏi nè, khi cái cảm giác của em sau khi mà chồng em đánh em ra làm sao? Thất vọng, khi đó là em muốn hủy hôn luôn. Rồi cái lần đánh thứ nhì sao, cái cảm giác của em sao? Lần thứ nhì thì bắt đầu lúc đầu là giống như tính tưởng 10 phần 10 phần, sau đánh lần 1 còn 8 phần, tới đánh lần 2 còn được 3 phần.
Rồi lần ba. Lần ba chắc còn phần. Không còn cái gì luôn. Bản thân em đã viết đơn ly hôn rồi, em cũng đã kỹ rồi, và chỉ còn là xác định là đưa cho anh thôi. Nhưng mà tính em thì em hay nghĩ lại, em cũng suy nghĩ là vì con em là con quá nhỏ, rồi ba mẹ cũng đã đổ vỡ rồi, rồi em cũng hy vọng là không tốt với mình thì thôi tốt với con mình cũng được. Thì đó là cái suy nghĩ của em mà để vẫn còn sống cho tới bây giờ. Thử ngày hôm nay tụi em nghĩ sao mà tụi em lại tham dự chương trình này? Thực khi mà cái đơn ly hôn đã viết rồi, đã ký rồi. Em cũng biết là cái mà khúc mắc giữa em và anh đó là do hai người chưa thực sự mở lòng ra để mà nói thẳng được hết tất cả mọi chuyện. Thôi thì xem như đây là một cái cơ hội để mình có thể nói hết tất cả những cái khúc mắc của mình. Để nếu như mà thực sự có thể hiểu để mà giải quyết được thì có như đó vẫn còn một cái gì đó là hy vọng cuộc hôn nhân của mình. Còn nếu như mà sau khi mà đã nói hết rồi mà vẫn không giải quyết được thì xem như là tới đó là hết rồi. Thế còn thật, hôm nay em đến với chương trình này thì em muốn nói gì với vợ? Thì em muốn là vợ nói nhiều hơn về cái suy nghĩ của mình. Tại vì thật sự ra khoảng thời gian lâu rồi hai vợ chồng em không có thời gian mà để ngồi mà để thật sự nói chuyện trao đổi với nhau. Không có thời gian không, là do không, công việc hay là không do... phải là do công việc, nó là do chiến tranh lạnh nên là chưa có quan hệ, chưa có được mở ra. Nên là em muốn thông qua chương trình này thì để cho vợ có một cơ hội để trình bày, giải bày cái nỗi lòng của mình nhiều hơn. Và bản thân em cũng sẽ lắng nghe nhiều hơn. Nên là thông qua chương trình này em muốn hai vợ chồng sẽ giải quyết được những cái mâu thuẫn trước đây cũng như là bây giờ, để dạ, cái cuộc sống tương lai nó tốt hơn. Em có muốn ly dị không? Thật sự là không muốn. Em không muốn đúng không? Dạ. Chị cũng cảm nhận là em không hề muốn điều đó. Còn em á, mặc dù em viết đơn đó nhưng mà em cũng muốn cái điều đó không xảy ra, nhưng không phải vì cho em mà muốn vì cho con em. Dạ đúng rồi. Chị thấy vậy nè em, Thịnh, bây giờ cái người quyết định á là em chứ không phải vợ em đâu. Tại vì như vậy nè Thịnh, chị là phụ nữ chị hiểu được cái tâm trạng của một người phụ nữ khi mà bị chồng đánh á, đúng là tình yêu không còn. Mà hơn nữa lại đây là trong vòng thời gian có 6 tháng sau sinh rồi. Cái người phụ nữ á, thời gian mang bầu thay đổi tính cách, thay đổi về tất cả mọi chuyện. Bởi vì sao? Cái sinh lý nó thay đổi đúng không? Nhưng khi sanh rồi á, cái tâm sinh lý nó còn thay đổi dữ hơn nữa. Bởi vì người ta mới nói có cái chuyện hậu sản đó Thịnh. Dạ. Đó cho nên rằng trong 6 tháng đó mà vợ em chịu đựng nhiều những cái cảm xúc và nhiều những cái mà ức chế như vậy á, vợ em vượt qua được là vợ em có ai. Chứ chị là dở hơn em nhiều. Thế thì chị nói với em, khi mà em đã bước chân đến đây thì chị nghĩ rằng em cứ nói hết những cái gì với chồng em đừng là chiến tranh lạnh nữa. Chị nghĩ rằng là em không muốn làm điều đó đâu. Em ức quá, em không chịu nổi áp lực đó nữa thì em phải làm điều đó thôi. Nhưng mà trong sâu thẳm của em không muốn điều đó. Mà chị cũng không hề muốn điều đó. Cũng giống như chồng em cũng không hề muốn điều đó. Chồng em chỉ bị một cái duy nhất là nóng tính quá, không kềm hãm được cái nóng tính của mình. Nhưng cái dở của em là như vậy, em không biết cách kèm chồng em. Chị nói em nghe, ở đây đều là hai đứa có lỗi hết trơn á, không có đổ thừa cho một trong hai đứa được. Tụi em muốn xây dựng gia đình là không phải một đơn phương một người được. Chồng chị là một người nóng tính khủng khiếp, trước chị á là anh không có kèm được bất cứ với một người nào hết trơn. Nhưng chị kèm được cái chuyện anh không đánh chị. Thì bây giờ em có thể sửa được chồng em cái điều đó. Tại vì á, nãy giờ tiếp xúc với tụi em chị cảm nhận được điều nó như thế này. Ngoài cái chuyện chồng em nóng tính ra, chồng em rất thương em, thương lắm. Chồng em mong em là hãy cởi mở, hãy nói, đừng có... Mà chồng em rất sợ cái chuyện mà... Cái hoàn cảnh của em bây giờ, chồng em rất sợ. Chồng em đang rất sợ cái điều đó. Em mình dung không? Em phải nói, em nói cho chồng em hiểu. Và em đã biết tánh chồng em nóng như vậy. Thì lần sau á, mình né tất cả những cái điều đó đi. Bởi vì sao em biết không? Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đây mình tránh chồng mình mà có tránh ai đâu. Đúng không? Mình vừa giữ được cho mình, vừa giữ được cho chồng mình, vừa giữ được cho cái máy ấm của mình. Đã biết bao nhiêu lần chị phải làm điều đó. Có nghĩa là chị né để mà rồi cuối cùng chị được hết chứ chị có mất gì đâu. Và chị rất mong muốn là sau đây á, em hãy làm cái điều đó thử đi. Đừng có chiến tranh lạnh với chồng nữa. Và chịu khó tìm hiểu chồng em hơn nữa. Em thử đi. Em tìm hiểu chồng em. Còn em, tình yêu em dành cho vợ chưa đủ, em phải thương vợ em nữa. Thương giống như em thương con em vậy đó. Thì tụi em sẽ có một cuộc sống khác. Trời, vợ em nó quá đẹp mà. Nó chỉ bị thế là nó khi nó nói nhiều khi nó bực, nó nói khó nghe quá làm em bực mình á. Thực ra là do cái bản tính công việc của em nữa, chúng em cũng đã làm về trưởng phòng rồi gì rồi, thành ra giống như cái cách em quen với nhân viên của em rồi, giải quyết vấn đề đó là giải quyết dứt điểm tại chỗ, không có chuyện mà nói xong rồi vậy đi xong rồi cái là sao. Tính em không phải như vậy, một thì... phần là có lẽ do ảnh hưởng công việc đó, của em thì rồi. chị mới nói là cái cách cầm cương, em hiểu không? Dạ. Cuối cùng em được hết chứ em không mất cái gì, chị đảm bảo với em. Chị cũng quản lý cả bao nhiêu con người, em biết rồi đó, đúng không? Nhưng mà khi về nhà mình là vợ, mình không là ai khác ngoài là vợ, chứ không có là một cái người nào khác hết trơn. Thì khi chồng mình bực lên, em là vợ, em phải nhịn anh thôi, đúng không nè? Nhưng ở một cái lúc chỗ nào đó, một nơi nào đó, một cái thời điểm nào đó, anh phải là người năn nỉ em. Thì bây giờ chị tha thiết mong em một thời gian nữa em thử thay đổi cái cách em cải thiện chồng em đi.
em thay đổi đi, coi coi là ra làm sao. Chứ bây giờ cái chuyện tụi em ly dị nhau dễ quá mà, có gì đâu khó. Rồi mình ai đỡ rồi. Đúng không em? Nhưng mà cái hậu quả tới sẽ là gì đó em cứ nghĩ đi, con em mới 6 tháng thôi. Rồi quyết định vậy đi nha. Ô oh yeah cái đi. Ô oh yeah. Đứng lên hôn nhau cái đi. Đó. Đó. Nói câu gì đi rồi. Anh muốn nhân chương trình này, anh gửi đến lời xin lỗi đến em vì những hành động mang tính chất bạo lực của anh. Nên là nên là em hãy bỏ qua cho anh và hy vọng là em sẽ tiếp tục cùng anh đi đến hết con đường này. Đúng rồi. Tại vì chúng ta con em chúng ta. Rồi khoan. Hay quá. Tôi đề nghị máy chưa. Đề nghị máy quay quay cận vô mặt ông chú rể này và hứa một cái gì đó với vợ. Thì tham gia chương trình này thì em xin hứa với vợ cũng như là với chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng toàn thể quý khán giả. Anh hứa là anh sẽ không đánh em nữa, không dùng bạo lực đối với em nữa. Rồi cảm ơn hai em. Rồi, cảm ơn chúng ta sẽ nha. Gặp lại nha. Dạ. Từ ở trong bước ra anh tưởng đâu trong đó nó có tấm gương. Chị cũng hết hồn, chị tưởng là gần pin nó tham gia vợ chồng son luôn á. Có nghe nè, sáng nay mới cạo đúng không? Anh cũng mới cạo luôn. Hai anh em mình được cái bóng lưỡng. À, rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. 1989 là nhiêu tuổi ta? Bây giờ anh chị cộng trừ nhân chia nó dở lắm. Rồi. Năm nay nếu mà tính luôn là 32. 32. Trẻ trung say đắm quá. Dạ. Trẻ hơn số tuổi. Cảm nghe. Ơn anh. Rồi, nghề nghiệp ở đâu? Em hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Nhóm hát. Và em đánh DJ thêm. Thì rồi. Có chơi DJ nữa hả? Dạ. Ủa em hát nhóm nào vậy? Giới em thiệu hát luôn nhóm đi. The Queen. The Queen. Dạ, không biết anh em mình gặp nhau chưa ta? Dạ chắc cũng có. Anh nghe cái tên này quen lắm. Dạ. Đó nghe The Queen. Rồi mời ông xã. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Em năm nay 35 tuổi. Dạ, hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát. Của dạ. Cô ca sĩ là coi như là dưới sự điều hành cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của một anh quản lý đó. Nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sau? Dạ sau anh. Sau. Dạ. Thì quản lý là... xong rồi quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi, em làm thầy bói coi. Chắc có nghĩa là cơ không. Cơ duyên hai người gặp nhau nè. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ trước là em đi hát chung với chị hai của ảnh là nhóm Trendy Girls. Sau đó em mới nhóm nghỉ thời gian thì em mới làm nhóm mới. Nhưng mà anh đoán nó có đúng cái phần nào không em? Không. Dạ hơi sai chút xíu thôi. À, bé nó lịch sự quá chị. Nghe bé nói là chị biết là không đúng. Bé nó lịch sự hết sức luôn. Hơi sai. Thôi bây giờ đừng để anh đoán nữa. Tại chị một chỉ có hay kêu anh đoán lắm. Không. Khoái cười. Khoái cười chứ nổi đâu. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết trơn. Trời. Người ta cũng trúng bộ. Lâu lâu cũng trúng miếng. Rồi bây giờ thôi nè. Bây giờ thôi vậy thì hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Đó, cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ, là trước khi mà em biết ảnh á, là em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Đó, em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Và lúc đó thì ảnh chưa có vào nghệ thuật, chưa có quản lý em. Lúc đó làm gì? Dạ, ảnh làm bên cơ quan nhà nước. Rồi. Sau đó thì tụi em mới biết nhau, thì thông qua chị thôi. Cái lần đó là hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? Nếu mà tính ra là cũng 14, 15 năm. Nhưng mà khi mà em thấy cô bé này đi hát chung với chị của mình á, thì cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Thì lúc đó em thấy cũng xinh xinh. Xinh hơn nhưng mà... bây giờ hay là hơn bây giờ hay thua bây giờ? Nói thiệt. Thiệt không bằng giờ chị, không bằng giờ. Không bằng giờ. Thì anh nói là anh về anh chăm, chăm đẹp hơn xưa đó. Là xinh, là em thích liền dạ. Không? Đó. Em có thích liền không? Dạ chưa chị. Cái chưa duyên tới thôi chứ lúc đó là thực tế là em chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chị biết là thấy cô bé này dễ thương đó. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Đâu, hồi xưa là hot boy anh. Hot boy. Còn em sao? Em nói luôn đi, em nói cái cảm giác khi mà em gặp anh này lúc. Nói chung là em gặp anh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều, mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ bảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được tin tưởng là an đó. Tâm đúng không? Đúng rồi. Là mình dạ, đúng. Càng hot boy thì là em sẽ không nhìn tới. Nhưng mà cái bề ngoài của ảnh á dạ. Là
nó có khác với cái tâm hồn và cái tính tình của anh không? Tức là ở ngoài thì nhìn như đào hoa, nhưng mà ở bên trong nói chuyện có hiền lành, có tạo thiện cảm với mình hay không? Thì nói chung là rất là lịch sự, nói chuyện cũng rất là dễ thương, nhưng mà kiểu như là do giống như là mới em chưa biết á, cho nên em cảm thấy em ghét. Lúc đó là em bây giờ là ba mấy mà gặp anh cách đây là ba mười mấy năm. Lúc đó em học lớp 10, lớp 11. À giờ là chưa được 18 luôn đúng không? Thì thường làm mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Đúng rồi. Nó có một cái gì đó mà cái nó tâm tính nó kỳ mưa nắng kỳ cục, nó mưa nắng lắm mà kỳ... nó giống như nhiều khi nó thích đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa bắt đầu quen nhau? Để nói cho nghe, nhiều khi nó thích đó nhưng mà làm bộ nó không thích. Hiểu không? Ừ. Em có cảm giác gì không? Em có cảm giác con bé nó nhìn mình nó cũng ngã đó, nó cũng đổ đó. Nhưng mà nó xạo xạo, nó làm bộ nó chứng tỏ ra đây là ức. Có không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Vậy hả? Rồi sao quen? Tại vì nói chung là tại vì lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Mà cuối cùng á người ta không có dính. Mà không dính. Mà dính không? Chà, lý do gì dính ta? Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im im nó láo láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình những cái thằng im im nó lại là dạ, chú ý. Dạ đúng rồi, cố tình im để cho mình chú ý. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Thì mấy đứa em á rủ đi đi chùa đêm giao thừa. Mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn có hai đứa em mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi. Mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi giờ hai đứa đi luôn, có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa, là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi, lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện thấy đơ đơ đơ, thấy kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ông nói thôi mệt quá, bây giờ nắm tay luôn đi. Kỳ quá. Là lúc đó là quen luôn. Đúng là quen luôn. Là dính luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18, 17. Chứng giám đó. Bùa ra xong là coi như là dạ, quen luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi, thử coi làm sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đào hoa không? Còn anh. Còn giấu em á. Nhưng mà có như vậy là, như vậy là có nghĩa là bạn này bạn nói giấu, như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn. Có không? Không chị, tức là trong cái thời gian quen á thì hai đứa thì vẫn quen bình thường, nhưng mà những bạn gái cũ á hay nhắn tin rồi ngủ đi ăn sáng thì nào. Cái vô tình em phát hiện thì em mới biết chứ đâu em đâu biết là ổng có bạn gái trước hay này nọ. Cái xong em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó. Nhưng mà tự nhiên quen em. Cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này đã thấy tin nhắn rồi bà cứ gọi. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Dứt luôn. Im luôn. Im luôn. Dứt bên kia luôn. Dứt khoát luôn. Dạ. Nhưng mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ hay là có những lúc nào mà hờn chia tay không? Nhau không? Đó. Dạ cũng có chứ. Có giận. Nói không thì không ai tin đâu. Dạ. Có giận. Dạ. Và ai là người ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em. Bà giận em xong rồi bà cũng có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian. Cho anh thời gian suy nghĩ là bây giờ anh hoặc là anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. 2 tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào, anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bà tham gia nghệ thuật mà, thì ca sĩ này nọ kia lên tập. Thì cũng là đi chung với người ta ăn uống thì đó, cái em phát hiện lại. Thì xong rồi em lại ghen ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay dạ, sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý. Dằn mặt, nhưng mà tới lúc mà ảnh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với người bên kia đi. Tội để... không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy lúc mà chở lên phòng tập á
tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó, cho ổng biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Nhưng mà đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á, thì em thấy là thôi mình phải như thế nào phải rõ ràng. Đó, thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó. Thì ổng nào quyết định, ổng chọn em thì em cũng quyết định vậy thôi. Tôi cũng chọn anh. Rồi vậy mà bến bao lâu thì, tại vì lúc đó là em còn, thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ đúng còn không? Nhỏ thì, nhưng mà gia đình có biết nhau không? Dạ, đến bao lâu rảnh mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la không cho quen mà. Như sợ, vậy chắc chắn anh không dám sợ bị ảnh hưởng tới việc học việc của học em. Cho nên la dữ lắm, không cho quen, em cũng không dám quen. Tới năm lớp 10, lớp 11 em chưa có quen ai luôn. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ vậy. Qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Giống như ở nhà, lễ trước như đúng nhà không? Của mình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một dạ, người đàn ông coi như là rất là tháo vát việc nhà không? Dạ, nấu ăn luôn đó. Ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ chắc ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em? Hai đứa quen nhau trong dạ, cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy, gần hai năm mấy. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ vậy. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á bên nước ngoài về á, cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Đó, cái nói cái bài em nghe, cái bài em mới kêu ổng ra nói con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi bớt tự nhiên lại không? Bớt tự nhiên lại. thì lúc đó thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba, ba ơi con muốn có vợ. Là nói với ba em hả? Không, nhắn với ba. Cái xong mới qua hỏi cưới. Lúc em nhắn tin đó với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào? Lúc đó em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi dạ. Lúc đó mà đội đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Không biết nhà em có sốc không chứ mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Rồi ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Rồi khi mà qua thì gặp ông nội bên này thì ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà em về gặp ba đó. Rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi tính đó, lúc ba gặp dạ. Em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ thì con thì sau đó em mới nói là bé Thủy tham gia chung với chị á. Ở nhà mới nói cũng được. Vậy hả? Chắc cũng nhờ dạ. Chị đó, coi như là cây cao bóng cả của chị đó dạ, đúng vô rồi. Bởi dạ. Giờ gia đình là ưng liền đó. Chứ cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á là với con trai là còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời 22 tuổi dạ. Chưa giờ nghĩ luôn á. Sự nghiệp các lúc đó còn chưa có cái gì thành ra là mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn đó. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu. Tại vì còn nhỏ quá. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, các em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ, vậy chắc rồi. Chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Thì đi cũng một năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Tháng 8. Vậy là sao? Ủa gì có đám cưới đâu. Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có giờ được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Dạ, được 5 ngày xong lại đi. Coi như cái tuần dạ, trăng mật bị khuyết á. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 mà ngày còn tính luôn ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa, đúng không? Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ, tính ra là 19. 19 à, đúng không? Ồ, như vậy khóc đến nay không? Là khóc dữ không? Dạ cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á,
thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình đó chắc buồn á, cho nên lên ngủ chung với em. Thương quá hả? Hồi nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Ủa em, tới bây giờ là các em cưới nhau được là 10 mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13. 13 năm anh. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn rồi. Em về là em về là con em xuất ngũ là con em được 3-4 tháng gì đó. Tại chú bộ đội là đè nén rồi cũng cả tháng trời. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát pháo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng không? Ở các em còn quá nhỏ như vậy, đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm đó đúng không? Người nấy kinh nghiệm. Sao Đạt? Cái đó em cũng đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày cưới đúng không? Dạ. Thì bởi vì mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi, lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi rồi, à. Rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. Có chắc. Nói chung luôn. Là có trong luôn. Trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ, mười mấy năm rồi chứ không phải là ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tan tành hay gì đó. Sao em? Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong trường nào? Hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng được 8-9 năm rồi. Mới đây. 8-9 năm. Dạ. Rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ rồi cũng quản lý em đó mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero chị, nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được, cái cuối cùng thì không quản lý đó. Thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia vậy nọ, rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó. Rồi em phát hiện, tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nọ giấu, run rẩy lắm không dám đưa. Tới tối em gần em chôm cái điện thoại để em coi sao mà có ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đó cái xong em gần mà gần không được. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại, rồi em nói chắc chắn là có chứ mày không có. Kiểu này là chắc chắn là có đó. Cái xong mà em chụp đại vậy mà dính. Hỏi thẳng luôn, hỏi vậy mà dính đó. Cái xong em mới phát hiện ra đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết, cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại rồi ngủ ăn mưa nắng chút đỉnh đúng đó. Rồi đúng rồi chị, là đó là phát hiện ra là xong, bạn này thôi đó. Dạ xong rồi em nói chuyện với ba mẹ em, được cái là có gì em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết, em không có tự giải quyết mình. Rồi có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không? Anh trai nắng luôn. Dạ không, tại vì lúc đó cũng lớn rồi em. Không có cái cư xử đó nữa, còn lúc kia là còn không? Nhỏ. Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa, mình phải suy nghĩ cho con mình. Lúc đó em sao Đạt? Có năn nỉ, có giải thích hồi gì hồi hộp, sợ hãi chứ. Có sợ gãy đổ không? Có năn nỉ chứ. Rồi ba mẹ cũng kêu qua. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không đi được vậy. Mày được, mày được. Phải nói với lại vợ mày sao? Rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa chứ cửu quyền tất tổ. Dạ, đúng không? Là cái đó là không có chối. Anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ rồi. Chúc mừng. Sợ tới giờ luôn. Thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi, thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha. Dạ. Rồi bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em ơi. Kia đi. Cái đại hội vạch mặt đi. Em biết cái vụ đó không? Vụ đó là cái vụ ăn tiền nữa nè. Đạt nói trước đi. Đạt sao em? Nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà. Em hiền. 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy, có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không? Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Tật xấu của vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm, dở về nấu nướng, giặt giũ, tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở. Là không biết làm không gì hết là sao? Không biết nấu luôn, không biết làm, chỉ biết nấu được 2 món à. Mì trứng, mì tôm với lại chiên trứng thôi. Trời, 2 món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Sao? Còn có biết rửa chén không? Ít lắm anh.
Cái con em nó nói cho mẹ rửa, mẹ rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Cái mà ngoại hỏi mẹ mày rửa được mấy lần? Dạ hai lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới hai lần trong 13 năm đó, ghê thiệt chứ. À, quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. À, rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Nói chung là cái gì em cũng làm hết á. Về nhà là em làm hết cho anh. Tính tình thì sao? Giờ em còn tật xấu gì nữa không? Dữ lắm anh ơi. Giữ giữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực giữ cỡ nào đâu em? Nó giữ là giữ như thế nào? Cực giữ. Chửi, chửi em dữ lắm. Nhưng mà cũng không có tục, ví dụ em xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa. Nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em sao? Em có phản ứng không hay là im lặng? Em im mà. Em im xong nghe rồi bỏ em đi uống cà phê. Vậy đó. Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là lắm. Nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về là đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Ừ, nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa, trưa về ăn cơm là xong rồi. Rồi còn gì nữa không? Không có biết làm việc nhà nhiều nè, rồi nóng tính nè, rồi còn gì nữa không? Nói chung là kiểu ai đó thôi chứ. Có hay nói đi nói lại một vấn đề không? Dạ có chứ, nhai đó. Nhai đó không? Nói nhiều đó. Có nhai là chuyện cũ không em? Dạ không, không, không. À, được đó nghe. Nhưng mà cái đó được á. Sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói. À, rồi tới em đó. Không là nhiều lắm. Tại vì á, em thì không thích nhậu nhẹt. Mà tối là cứ nhậu miết à. Tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao đi kiếm show cho ngoại giao rộng, dạ đúng rồi. Đó, cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ít ra cũng phải anh đang đi với ai hoặc là sao sao cho mình biết. Này không, đó. Nhậu, cứ mỗi lần nhậu về là em la. Mà em la là là tới sáng. Đang, trời ơi, giống thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bác ngồi bác cứ lải nhải hoài. Cằn á, cằn nhằn hoài luôn. Tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á? Cái quan trọng là ông có ngủ được không? Mà vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn cằn nhằn chỗ đó là làm biến nhậu luôn á. Thì em không thích, em nhậu nhẹt nhiều. Rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa? Thứ nhất rồi, thứ hai là ngủ á. Khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai luôn. Khó dậy. Khó dậy. Ngủ vậy đó. Ngủ qua ông ấy đó. Hồi nhậu rồi. Xong về có làm phiền cái vợ đó, không? Cái đó tật rồi. Tật dạ đúng rồi. Hai em nhậu xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không. Alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Nó đang mà trong quạo khi quạo đúng quạo luôn. Mình đang ngủ mà. Đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu. Em giữ giác nữa. Đó, cái xong kêu dậy ăn mà ăn khuya. Mà mua một lần mua về em mua 2-3 phần. Đó. Cho không, ai ăn dữ vậy? Ổng ăn à. Ổng ăn hai phần. Cái tật mà nhậu xong về khuya hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Anh nghĩa bạn. Hai anh em dạ. Hai cái đầu đồng cảm đầu, ghê hồn luôn. Dạ. Rồi sao nữa cưng? Đó, cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu đó. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hay buổi sáng anh à. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi. Réo gọi ghê gớm lắm đúng không? Rồi còn gì nữa nè? Dạ, chỉ có gì đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em là bây giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Bớt sao không có lại thêm nữa? Phải bớt nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng trai. À đứa lớn đứa gái hả? Dạ đứa gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Dạ. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết đi nha. Con trai mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời người ta rượu bổ. Dưỡng rồi cái đó được đó. Rồi giờ Đạt cũng muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút mà. Hiền chút. Trời nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Đúng rồi. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn chữ nhữ nó la lối thôi thì giờ á 50-50 đi. Tuần 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chứ chị thấy nhai từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, thì tại vì em nhậu đó, nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bả nhai có khi nào em trả lời lại không? Đạt không, em im. Em xong rồi đi. Em đi. Đi đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Nói chung là em mà đã vào công việc rồi á, là em sẽ không có tính mấy cái vấn đề khác nữa. Rồi. Dạ. Chị thấy vậy nè, em bớt lại.
Yeah. Em bớt lợi, cái bé nó cũng bớt lợi. Yeah. Bớt lại là có hai cái lợi cho cả hai đứa luôn. Yeah. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà. Yeah. Bắt nó nói hoài, nó tắt tiếng, nó hát em khàn giọng luôn. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai. Trời ơi, trăm bề lợi hết trơn, đúng không? Lợi đôi đường. Nghe, thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi, đúng không? Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình, ở trong một cái phần rất là hấp dẫn nghe. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ, cảm ơn chị. Ok, chờ xíu nha cưng.